Miếng cao ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son môi duyên trèo cao đình đám duyên thắm duyên nồng. Thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son môi duyên trèo cao đình đám duyên thắm duyên nồng. Thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình
duyên ngày nay ngày này. Ha 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 ha. Trăng tròn nhớ nhau dưới biển mà trên non nỡ vẫn tìm. Thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên. Bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ngỡ sớm chiều. Thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa chút công dành về sau, về sau ý về sau. Chẳng tham mà phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường ý ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đã vàng. Đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Gặp bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ở sớm chiều. Thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa sau. Chẳng tham mà phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu. Xây đắp tình thương chứ.
chứ lâu dài. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, được sự ủy nhiệm của bà Hào, tôi là em của ông nội cháu Trường, hôm nay đến đây đại diện cho đoàn nhà trai tới đây để dâng lễ ăn hỏi. Trước hết xin gửi lời chào thân ái nhất đến họ nhà gái. Kính thưa quan viên hai họ, theo quy luật sinh tồn, nghĩa là sinh ra và tồn tại, thì con người ta sinh ra và lớn lên đến tuổi trưởng thành, ai cũng phải xây dựng gia đình, trai thì lấy vợ, gái thì lấy chồng. Gia đình của bà Hán thì sinh được cháu Bình, gia đình bà Hào sinh được cháu Trường. Qua một thời gian tìm hiểu, các cháu đã đi đến thống nhất và định ngày ăn hỏi hôm nay chọn ngày lành tháng tốt. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi tới đây để dân lễ. Sau đây rồi xin có cái lễ ở đây xin dâng cho họ nhà gái, xin mời họ nhà gái nhận và bái yết tổ đường. Sau đó sẽ bàn về công tác, công việc ngày đại lễ ngày mai. Kính thưa các cụ quan viên này họ, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Trong những ngày vui trọng đại như ngày hôm nay, vinh hạnh cho tôi được sự ủy quyền của gia đình bà Hán và đoàn đại biểu họ nhà gái, xin thưa chuyện với các cụ quan viên này họ về công việc cụ thể của hai cháu Bình và Trường. Kính thưa các cụ, trước hết cho phép tôi thay mặt gia đình ông bà Hán xin có lời kính chúc sức khỏe tới các cụ quan viên này họ, các vị quan khách cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống an lành và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, qua ý kiến của vị trưởng đoàn họ nhà trai, trước khi nhận lễ tôi có một đôi vài đôi lời. Kính thưa các cụ, ông bà Hán chúng tôi dưới nhà có sinh hạ ra cháu Bình, và ông bà Hào trên nhà có sinh hạ ra cháu Trường. Các cháu được sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc dưỡng dục của cha mẹ. Nay các cháu đã đến tuổi trưởng thành, trai lớn thì lấy vợ, gái ngoan thì gả chồng. Các cháu có yên bề gia thất thì bố mẹ mới vui lòng. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của bố mẹ hai bên, nên trong thời gian vừa qua, được sự cho phép của hai gia đình, các cháu mặc dầu công tác công việc rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ có thời gian để tìm hiểu nhau. Trong quá trình gần nhau thì các cháu đã tìm ra nhiều điểm tâm đầu ý hợp, xe duyên bạn đời. Là các cháu đã mạnh dạn báo cáo bố mẹ hai bên về nguyện vọng chính đáng của hai con. Sau khi nhận được thông tin của hai cháu, xin thưa với các cụ quan viên hai họ, thật vui sướng biết bao, phấn khởi biết chừng nào đến với ông bà Hán và ông bà Hào trên nhà. Và nuôi con coi như mấy chục năm dòng, bây giờ là bao nhiêu năm tháng ngày chờ đợi, đến bây giờ đã mong đợi đến nơi rồi. Thật sự vui sướng, vui thật là vui đối với ngày hôm nay. Trong ngày vui hôm nay để đến ngày đại lễ của các cháu ngày mai, thì hôm nay đoàn đại biểu họ nhà trai có sửa cái chầu xuống để trước hết là dâng lên bái yết tổ tiên, sau đó là xin báo cáo với gia đình ông bà Hán và đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi, và ngày mai là xin cho cháu Bình về làm dâu con ông bà Hào trên nhà và cháu dâu của dòng tộc các cụ trên nhà. Vậy tôi xin thay mặt gia đình nhà ông bà Hán cũng như đoàn đại biểu họ nhà gái chính thức nhận lễ, và miếng chầu là đầu câu chuyện nên chúng tôi đã nhận lễ của ông trưởng đoàn họ nhà trai rồi. Thì bây giờ là nhường quyền cho các cụ quan viên họ nhà trai từ hôm nay đến ngày mai như thế nào thì là cái đấy là các cụ quyết định, và họ nhà gái lúc này chúng tôi như là chỉ có theo sau. Cuối cùng xin thay mặt gia đình bà Hoán và đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới các cụ quan viên họ nhà trai luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống an lành và hạnh phúc. Nhạc sống xin nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên ơi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chịu nhân sinh cái duyên đôi. Của hai bên gia đình, và chúng tôi lên lại báo cáo với quan viên họ nhà gái là đã năm lịch xem tháng xem ngày, ngày xem giờ, thống nhất là tinh thần ngày mai là tiến hành đại lễ trên nhà, và đúng 1 giờ tức là 13 giờ chiều ngày mai là chúng tôi sẽ đi đón dâu
từ nhà là bắt đầu 13 giờ bắt đầu ra đi, và thống nhất chương trình, tức là hai bên gia đình cũng đã thỏa thuận nhau về phương thức ngày mai đi, thì tinh thần là chỉ có xe cô dâu chú rể đi lấy ô tô, còn lại tất cả anh em bạn bè họ hàng là đi phương tiện xe máy. Và để cho chính vì vậy cho nên là có một yêu cầu, tức là đề nghị là anh em bạn bè họ hàng đi đưa dâu và đón dâu là phải đi thật sự an toàn, đảm bảo cái an toàn giao thông. Xin báo cáo với quan viên họ nhà gái như vậy. Này họ lễ ăn hỏi của họ nhà trai chúng tôi đem xuống đây được họ nhà gái đã nhận và đã cho họ nhà trai chúng tôi được thừa lộc tổ và đã sử dụng rồi. Cho đến giờ phút này là lễ thành hôn cơ bản đã thống nhất, kể cả việc ngày mai đi đã thống nhất hai bên gia đình để chuẩn bị cho ngày mai tiến hành lễ đại hôn đại hỷ cho các cháu. Thì xin phép họ nhà gái chúng tôi xin rút lui và xin báo cáo với hai bên gia đình là chúng tôi về báo cáo với trên nhà là được họ nhà gái tiếp đón rất là nhiệt tình, chu đáo. Thay mặt họ nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi, và mai 1 giờ chiều mai là xin để tiến hành lễ thành hôn, mời họ nhà gái đến dự lễ thành hôn của cháu trên nhà xin hết. Ông tơ bà nguyệt xe duyên trời.
đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trời, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Kính thưa các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác, bạn bè thân thích của cháu Bình, kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể hội hôn, được sự cho phép nhất trí của hai bên gia đình, cháu Bình và cháu Trường đã tìm hiểu chín mùi và đã báo cáo gia đình. Hai bên gia đình đã thống nhất đi đến nhất trí và tiến hành lễ ăn hỏi ngày hôm qua.
hôm nay là ngày lành tháng tốt, tức là đã chọn ngày hoàng đạo để tiến hành lễ đại lễ thành hôn cho các cháu. Hôm nay tôi là em ông chú ruột, em của ông nội của cháu, đại diện cho đoàn nhà trai tới đây qua cơ chầu để dâng lên bái kiết tổ đường và xin phép họ nhà gái để đón cháu về làm dâu con trên gia đình. Sau đây xin mời họ nhà gái nhận lễ và làm các thủ tục và xin hết. Kính thưa các cụ quan viên này họ, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Năm 2017 này là một năm tràn đầy mốc son lịch sử của dân tộc. Năm 2017 này cũng năm mốc son cuộc đời của hai cháu. Kính thưa các cụ, đúng là hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình con trẻ ấm lòng mẹ cha. Trong thời gian vừa qua, được sự cho phép của hai gia đình ông bà Hào và ông bà Thanh dưới nhà đã cho hai cháu Bình và cháu Thường đã có thời gian tự do tìm hiểu. Trong quá trình tìm hiểu, các cháu đã tìm ra nhiều điểm tâm đầu ý hợp, xe duyên bạn đời. Rồi đến một ngày, hai trái tim các cháu đã hòa cùng một nhịp, các cháu quyết định xây dựng bạn đời hạnh phúc tương lai. Để nắm bắt được với nguyện vọng bố mẹ hai bên, các cháu bàn bạc và đi đến thống nhất báo cáo bố mẹ hai bên về nguyện vọng chính đáng của hai con. Sau khi nhận được thông tin của hai cháu, ông bà Hào và ông bà Hán dưới nhà đã có nhiều những buổi gặp gỡ bàn bạc và chọn ngày lành tháng tốt lo công việc cho hai cháu. Kính thưa các cụ quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng đẹp, được sự nhất trí của Đảng và chính quyền địa phương, được sự tán đồng cao của thủ trưởng hai cơ quan các cháu đang công tác và làm việc, được sự nhất trí cao của hai gia đình và hai dòng tộc. Hôm nay ông bà Hán và ông bà Hào phối kết hợp tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Để đáp lễ với lời phát biểu của đoàn đại biểu và nhà trai, tôi xin thay mặt đoàn đại biểu và nhà gái chính thức nhận lễ và miếng trầu đã nên con dâu nhà các cụ. Thế từ giờ phút này đi đón dâu về là dự lễ tổ chức cho các cháu như thế nào là do quyền của đại biểu các vị quan viên hoặc nhà trai. Vậy chúng tôi xin thay mặt đoàn biểu những gái chính thức nhận lễ và giao cho cháu để đưa về tiếng kia mà dâu con ông bà Hào trên nhà. Và cuối cùng tôi xin có lời kính chúc sức khỏe tất cả các cụ quan viên họ, các vị khách quý của bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu luôn mạnh khỏe trong cuộc sống an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Trông giống thật là di điệu, mà cô dâu cũng chẳng kém Thúy Kiều ngày xưa. Trở về sân khấu ngày hôm nay là sự hoan hỉ của quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc cho em trong ngày vui trăm năm hạnh phúc. Và để tỏ lòng cảm ơn của cô dâu và chú rể tới toàn thể sự hiện diện của quý vị đã có mặt tại dự hôn ngày hôm nay, xin mời hai em sẽ đứng dậy một cử chỉ rất là cao đẹp trong ngày cưới để cúi chào ra mắt quan viên bốn họ. Và chúng ta hãy dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho em trong ngày vui ngày hôm nay. Thông báo với ban tổ chức, ông có ý kiến đáp từ và xin phép được đón cô dâu, trân trọng được kính mời ông. Kính thưa quan viên này họ, thưa toàn thể hội hôn, thời gian thì còn dài, nhưng giờ hoàng đạo quá hạn, chúng tôi còn giờ hoàng đạo để xin đón cháu Bình về làm dâu con gia đình và lên tổ chức trên nhà, rồi sau đấy là nhận làm dâu con gia đình. Cho đến giờ phút này, đoàn họ nhà trai chúng tôi xuống đây đã được họ nhà gái đón tiếp rất nhiệt tình. Thay mặt đoàn nhà trai xin chân thành cảm ơn và xin mời họ nhà gái cho cháu Bình lên làm dâu con gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám sức dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui.
nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao gái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám rước dâu về làng, họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông ta xe chị Hồng đôi lứa thắt chặt. Thời gian rất là ngắn thì cô dâu và chú rể chúng ta đã vào phía trong nhà làm thủ tục thắp hương gia tiên, ít khó bổ đường để gia tiên phục hộ chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, giữa tiết trời đang giao hòa, hơi thở của mùa xuân cùng tình yêu lại ấm cúng tại nơi đây, dưới sự vâng chứng kiến của các cụ công các bà, các cô các bác anh chị đại diện cho quan viên bốn họ hai nhà của chúng ta để cùng trở về sân khấu ngày hôm nay chúc mừng trong ngày đại lễ lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa xuân anh đợi em chờ, mùa xuân hạnh phúc bây giờ là đây, còn gì đẹp hơn đời như thế, người với người sống để yêu nhau. Và để rồi hôm nay anh đón em về, mọi người cùng biết, thầy mẹ cùng hay, trăng soi soi cả vườn sau, soi chung một ngõ soi câu đi về. Kính thưa toàn thể dân hôn, ông tơ bà nguyệt khéo xe, em nay thành vợ ta nay thành chồng, trăm năm kết nghĩa tơ hồng, nghìn năm giữ một mối tình thủy chung. Sau một thời gian tìm hiểu, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, được tìm hiểu kỹ càng và đồng ý của hai em, đến giờ đây những giây phút trọng đại đã tới. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ đứng dậy để ban tổ chức tuyên bố đại lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho em. Trân trọng được kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, mọi người chú ý đón nghe đồng hồ điểm báo giờ Xuân Thiên Hồng. Ban tổ chức long trọng được tuyên bố đại lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của em Xuân Trường và Kim Bình xin phép được bắt đầu. Và đến giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng hướng cặp mắt xinh đẹp của mình để cùng trở về sân khấu ngày hôm nay, cùng thưởng thức và lắng nghe hai nhịp đập của trái tim, đó là cô dâu và chú rể. Hai em sắp tìm thấy con đường hạnh phúc cho riêng mình, trên tay sẽ trao cho nhau một chiếc nhẫn tròn nhỏ xinh, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, đó là biểu tượng tình yêu trăm năm hạnh phúc của hai em. Xin mời cô dâu và chú rể. Bờ anh nhé, anh có một bờ vai đủ dọc, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Kính thưa quý vị, một chiếc nhẫn tròn đỏ xinh, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, đó cũng là biểu tượng tình yêu trăm năm hạnh phúc của hen. Và xin hỏi chú rể Xuân Trường là khi tìm hiểu cô dâu, vâng, Kim Bình đã hôn cô dâu chưa?
Chưa. Có vẻ hơi điêu một chút nhưng mà không sao. À, kính thưa quý vị, và đến giờ đây thì tôi muốn điều đặc biệt sẽ xảy ra với sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Đó là chú rể sẽ dành tình cảm cho người vợ của mình bằng một nụ hôn thật là cháy bỏng cho sân khấu chúng ta ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay của quý vị để chúc mừng cho em. Ý kiến phát biểu trao dâu của vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc của gia đình nhà gái chúng ta. Kính thưa các cụ quan viên hay họ, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, trong những ngày vui trọng đại ngày hôm nay được sự ủy quyền của gia đình ông bà Hán và đoàn đại biểu họ nhà gái, tôi xin thưa chuyện với các cụ về công việc cụ thể của hai cháu mình và trường. Trước hết cho phép tôi thay mặt gia đình nhà ông bà Hán và đoàn đại biểu họ nhà gái xin kính chúc sức khỏe tới các cụ quan viên họ nhà trai, các vị khách quý cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống an lành và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, ông bà Thanh chúng tôi dưới nhà có sinh Hà ra cháu Bình, ông bà Hào trên nhà có sinh Hà ra cháu Trường. Các cháu được sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc dưỡng dục của cha mẹ. Nay các cháu đã đến tuổi trưởng thành, trai lớn thì lấy vợ, gái ngoan thì cả chồng. Các cháu có yên bề gia thất thì lòng bố mẹ mới vui. Nắm bắt được nguyện vọng bố mẹ hai bên, trong thời gian vừa qua được sự cho phép của hai gia đình, được sự cho phép của thủ trưởng các cháu đang công tác và làm việc, các cháu dành thời gian tìm hiểu bên nhau, càng gần nhau tình yêu đã chớm nở. Rồi đến một ngày trái tim các cháu đã hòa cùng một nhịp, quyết định xây dựng bạn đời hạnh phúc tương lai. Và các cháu bàn bạc và đi đến thống nhất báo cáo bố mẹ hai bên về nguyện vọng chính đáng của hai con. Sau khi nhận được thông tin của hai cháu, thật sung sướng biết bao, phấn khởi biết chừng nào đến gia đình nhà ông bà Hán và ông bà Hào trên nhà, và khẩn trương gặp gỡ nhau bàn bạc và đi đến chọn ngày lành tháng tốt lo công việc cho hai cháu. Kính thưa các cụ, hôm nay là ngày lành tháng đẹp, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự tán đồng cao của hai gia đình và hai dòng họ. Hôm nay ông bà Hán và ông bà Hào trên nhà phối kết hợp tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu dưới sự chứng kiến của các cụ quan viên hay họ. Vậy tôi xin thay mặt đoàn đại biểu họ nhà gái và trách nhiệm của ông bà Hán giao cho bản thân tôi là chính thức xin cho cháu Bình về làm dâu con các cụ trên nhà, cháu dâu của dòng tộc các cụ trên nhà. Từ nay là con cháu của các cụ, cuộc sống về sau này cháu nó khôn thì các cụ chỉ bảo cháu ít, cháu nó dài thì các cụ chỉ bảo cháu nhiều. Kính thưa các cụ, từ nay cuộc đời các cháu sang trang mới, trang đầu bố mẹ hai bên đã mở rồi, những trang còn lại các con cùng mở theo, sao cho cuộc sống sau này đầy hạnh phúc ấm no đến trọn đời. Kính thưa các cụ, đó những cái lời cầu chúc nhiều nhất của các cụ quan viên hay họ đã dành cho các cháu. Đúng là trong những ngày vui trọng đại như ngày hôm nay, không phải là hai họ, tức là bốn họ, hôm nay hai ba bốn họ các cụ rất đủ đầy. Các cụ chúc cho các cháu luôn đủ đầy ấm no, sang năm dứt khoát sẽ có cháu cò để cho hai bên nội ngoại thỏa lòng chờ mong. Kính thưa các cụ, đó là nguyện vọng chung của những cái bậc bề trên sinh thành hai cháu. Nhân dịp này, cuối cùng chúng tôi xin kính chúc sức khỏe tới các cụ quan viên hai họ, các vị khách quý một lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất tất cả vì tương lai con em chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi lấy ý kiến phát biểu rất là trọng đại của bác trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc của gia đình nhà gái chúng ta đã cùng căn dặn người con người cháu của mình rằng mình về bên ấy làm sao cho tròn chữ hiếu đẹp lòng mẹ cha, chất là yêu trẻ kính già, ba đến là quý đàn cháu thơ. Kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể không cười nhưng trong bụng vui sướng bằng 10 ngày hôm qua, bởi vì rằng chú rể của chúng tôi hôm nay trông giống thật là xí điều, mà cô dâu cũng chẳng kém Thúy Kiều ngày xưa. Chú rể có tâm sự với ban tổ chức, bắt được cô dâu như bắt được vàng, mà vàng này thì chẳng phải vàng 7, vàng 3, nhìn đi gắm lại hóa ra vàng 10. Vàng này biết nói, biết cười, biết ăn cơm lết, biết xơi cả thịt gà. Quý vị hãy cho một tràng vỗ tay ạ. Và cùng hòa quyện với không khí hạnh phúc của hai em ngày hôm nay thì một thành viên của ban nhạc đó là em đã đăng ký một ca khúc cũng hết sức là dễ thương được mang tên Lời Tỏ Tình Ong Bướm. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời em sẽ cùng trở về với sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay. Cùng ai yêu em yêu và say sưa cho bằng anh. Anh muốn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hoa tình yêu thắm nồng con tim thăng thơ. Trong giấc mơ thơm đồng gọi ong bướm lai hoài nhà. Bao đau thương khổ đi
toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể duyên hôn, mừng rằng sư một nay hai má đào quyền với sức trai kiên cường, mừng hạnh phúc ngày đầu tươi đẹp như hoa thơm nhựa sống tràn đầy, trời xanh xanh thẳm tầng mây in hình ngát bạn dệt xây mộc đời. Cả hai em thật xứng với những trai tài gái sắc, trai kiên cường gái đảm đang, nêu gương gái đảm trai tài dựng xây đất nước quê hương đẹp giàu. Và trở về sân khấu ngày hôm nay để tỏ tình thông gia hai nhà như một, trân trọng được giới thiệu và kính mời xin diện ý kiến phát biểu nhận dâu, cảm ơn của vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc của gia đình nhà trai chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chào đón xin diện của ông. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể hội hôn, vừa rồi vị trưởng đoàn họ nhà gái đã phát biểu trao dâu, với góc độ tôi là đại diện cho họ nhà trai xin nhận dâu. Chính thức từ giờ phút này, cháu Bình là dâu con gia đình chúng tôi, dòng họ chúng tôi, và cháu Trường sẽ là rể con ở dưới nhà ông bà Hán. Hai bên đều có trách nhiệm giúp đỡ bảo ban cháu. Các cụ thường có câu khôn lớn trẻ, khỏe đôi già, cho nên các cháu còn có cái điều gì dài ruột còn sơ suất thì mong rằng là hai bên cùng cộng đồng trách nhiệm để bảo ban giúp đỡ các cháu. Bắt đầu từ giờ phút này, hai bên quan hệ là quan hệ thông gia, từ giờ phút này sẽ cố gắng giữ quan hệ thông gia tốt, và hai cháu ăn ở như nào cả hai bên nội ngoài cho tốt. Thì sau đây là xin báo cáo với họ cả nhà trai nữa, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đón dâu về làm cùng dâu con gia đình, công việc chúng tôi cho nên là hết, và xin được cảm ơn là họ nhà gái đã bớt chút thời gian để về đưa cháu về đến nơi, và cũng chúng tôi giao rể về nhà gái ra gái nhận. Xin cảm ơn. Tôi toàn thể quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, người đứa cùng tần tảo nuôi dưỡng xuân trường con lớn như ngày hôm nay. Và hôm nay đó là bậc sinh thành, đức sinh ra chú rể xuân trường của chúng ta. Để trở về sân khấu, trân trọng được giới thiệu và kính mời người mẹ tân sinh ra chú rể xuân trường, mời bà sẽ hiện diện tại sân khấu. Trước tiên là nhận con dâu, chụp hình cùng hai con và có món quà để tặng cho hai con trong ngày cưới. Trân trọng được giới thiệu và kính mời sự hiện diện của bà. Thay mặt cho cô dâu và chú rể, trân trọng được cảm ơn với món quà của mẹ, với đức sinh thành của mẹ đã sinh ra chú rể xuân trường và cho Kim Bình cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, để cùng trở về với sân khấu của chúng tôi liên tục chương trình quà tặng ngày hôm nay, trân trọng được giới thiệu và kính mời chị dâu thứ hai của gia đình sắp trở về sân khấu để có món quà tặng cho em trong ngày cưới. Sau món quà của chị dâu sẽ là chị gái trở về sân khấu để có món quà tặng cho em trong ngày cưới. Vâng, ruột thịt trong gia đình ngày hôm nay thì các chị đã trở về sân khấu ngày hôm nay cũng rất là phấn khởi để vui mừng, để chúc hạnh phúc cho chú Tím và chúc hạnh phúc cho cậu bà ngày hôm nay. Vâng, thay mặt cho hai em, trân trọng được cảm ơn với món quà của anh chị. Thay mặt cho hai con, trân trọng được cảm ơn với món quà của vâng mẹ và các anh chị đã trao tặng cho em rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vì điều kiện sân khấu của chúng ta rất là chật hẹp, vâng, cũng thay mặt cho ban tổ chức cùng gia đình, xin mời quý vị chúng ta cùng lượng thứ cho cô dâu và chú rể. Đáng ra thì phải đi rót nước mời chầu để ra mắt các cụ, nhưng các cụ cũng thông cảm cho ban tổ chức cùng hai em. Đó là hôn trường rất là chật hẹp trong sân khấu ngày hôm nay, vâng, khó thể đi lại được với sân khấu của gia đình chúng ta. Và kính thưa quý vị, để cùng trở về với liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, trân trọng được giới thiệu quý vị với một sáng tác tiếp theo qua sự trình bày của Ánh Tuyết với ca khúc được mang tên Hồn Quê để gửi tặng tới. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể, trân trọng được kính mời. Bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau dưới âm dương.
kính thưa quý vị, ban tổ chức thì rất là muốn cuộc vui của hai em được kéo dài thêm một chút nữa, nhưng vì điều kiện thời gian là không cho phép. Với công việc bộn bề của gia đình nhà gái, với những lo toan của các cụ, để về nhà báo cáo với gia đình nhà gái rằng ngày vui trăm năm hạnh phúc của hai em, vâng, đã được tổ chức một cách thật long trọng tại gia đình nhà trai chúng tôi. Và kính thưa toàn thể quý vị, thời gian trôi qua đi thì không chờ đợi ai cả. Hôm nay hai họ đủ đầy, chúc cho hai bạn bằng giày sang năm, ươm tơ rồi lại kén tầm, bồng con ra đón, bà thăm cháu đầu. Và đường về nhà gái thì chẳng bao xa, nhưng với các cụ già đi cũng mỏi chân, thương con thương cháu xây dựng có một lần, hôm nay đến dự tổ chức cũng thật phần đông vui. Mặc dù tổ chức chưa được bao lâu, các cụ đã xin phép lên tàu về quê. Và đến giờ đây là ý kiến đáp từ của trưởng đoàn gia đình nhà gái chúng ta, trân trọng được kính mời ông. Kính thưa các cụ quan viên hai họ, như vậy tổ lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu Bình và Trường đã thành công tốt đẹp. Trước khi ra về, tôi xin thay mặt đoàn đại biểu họ nhà gái xin có lời kính chúc các cụ quan viên họ nhà trai luôn luôn mạnh khỏe, trong cuộc sống an lành và hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt đoàn đại biểu họ nhà gái xin chân thành cảm ơn các cụ quan viên họ nhà trai đã dành thời gian đón tiếp và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành trọng trách của mình, đưa cháu Bình về làm dâu con ông bà Hào trên nhà và cháu dâu của dòng tộc các cụ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Anh ơi, mai nhắc lái xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như kẻ đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic test vẫn còn đang ngấp ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần bận đi hoát họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đồng. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Và cảm ơn em đã là hậu phương trong ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chờ cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau anh một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ.